Xin chào tất cả các quý vị. Hôm nay ông cháu tôi xin livestream một câu chuyện. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 4 âm lịch. Các quý vị biết là ngày gì không ạ? Hôm nay là ngày hội Thánh Gióng ở làng Phù Đổng. Thì các quý vị nào ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì chắc là đến ngã 6 Phù Đổng thì sẽ thấy tượng Thánh Gióng ở đấy, đúng không ạ? Thế còn ở miền Bắc đây thì là ở Phù Đổng, hội Đền Gióng được tổ chức long trọng, rất long trọng, nhưng mà thường thường là được tổ chức ở có hai nơi đó. Là và long trọng nhất đó là gì ạ? Đó là ở đền Sóc Sơn, tại núi Sóc, huyện Sóc Sơn, vào ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch. Và hội đền Phù Đổng ở xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm vào ngày hôm nay, tức là mùng 9 tháng 4 âm lịch. Đấy, cháu nó quậy lắm, nó không ngồi yên để hai ông cháu cùng... Ôi giời! Để hai ông cháu cùng livestream chứ. Ồ, kịch quá. Đấy. Thế thì nhân thể ngày hôm nay hai ông cháu tôi là sẽ kể lại câu chuyện Thánh Gióng để các quý vị và các bạn để... Thôi thôi, kịch quá, kịch quá. Thôi, để đây nghỉ, phải nghỉ. Cháu nó quậy quá, thành nhân là phải để giả cho. May quá mẹ cháu nó về, thế thành nhân là hai mẹ con nó lại chung nhau. Đấy, cháu nội tôi lại nó về với là về phòng với mẹ nó. Thì bây giờ chúng tôi xin tiếp tục cái bài ngày hôm nay. Thì chúng ta thấy là hôm nay là ngày mùng 9 tháng 4 âm lịch. Đó. Như vậy là hội gióng ở đền Phù Đổng, ở xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm vào ngày hôm nay, tức là thường là hôm nay mới là 19, thế nhưng mà bắt đầu là đã hai hôm nay rồi, tức là từ hôm mùng 7 rồi đến mùng 8, hôm qua mùng 8, hôm nay là mùng 9 là kết thúc. Đấy, là hôm nay là chính. Thì cái hội Phù Đổng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Phong giao Kinh Bắc xưa có câu: mùng 7 hội khám, mùng 8 hội dâu, mùng 9 đâu đâu cũng kéo về xem hội gióng. Thế thì hội gióng Phù Đổng chính thống được tổ chức hàng năm vào 3 ngày, mùng 7, mùng 8 và mùng 9 tháng 4 âm lịch tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, nơi sinh ra người anh hùng huyền thoại Phù Đổng Kiên Vương. Hội gióng Phù Đổng được đánh giá là một trong những lễ hội lớn nhất tại đồng bằng Bắc Bộ về quy mô, đoàn rước và người tham dự. Phù Đổng Thiên Vương cũng còn gọi là Sóc Thiên Vương, tức là núi Sóc đấy, ở núi Sóc đấy, Sóc Sơn đấy, nhưng hay được gọi là Thánh Gióng, là một nhân vật trong truyền thuyết Việt Nam, một trong bốn vị thánh mà người Việt gọi là Tứ Bất Tử trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Tứ Bất Tử là tên gọi chung của bốn vị thánh bất tử, đó là Tản Viên Sơn Thánh, và hai là Phù Đổng Thiên Vương, ba là Trừ Đồng Tử, và bốn là Liễu Hạnh Công Chúa. Thì Tản Viên Sơn Thánh hay là Sơn Tinh đấy, thì là vị thần núi Tản Viên ở Ba Vì, núi tổ của các núi
ở nước Việt Nam. Tản viên tượng trưng cho ước vọng chinh phục tự nhiên, chiến thắng thiên tai. Vị thánh bất tử thứ hai là phù đồng thiên vương hay là thánh gióng đấy, thì tượng trưng cho tinh thần chống ngoại xâm và sức mạnh tuổi trẻ. Còn vị thánh bất tử thứ ba là Trừ Đồng Tử, còn được gọi là Trừ Đạo Tổ, tượng trưng cho lòng hiếu nghĩa, cho tình yêu, cho hôn nhân và cho sự sung túc giàu có. Còn vị thánh bất tử thứ tư là Liễu Hạnh Công Chúa hay là Mẫu Thượng Thiên hay còn gọi là Mẫu Liễu Hạnh, thì tượng trưng cho cuộc sống tinh thần, đức hạnh, trí tuệ và sự thịnh vượng và văn thơ. Những thông tin về tứ bất tử này trong thư tịch Hán Nôm hiện đang được lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Hôm nay tôi cũng chỉ xin nhắc sơ sơ qua để quý vị các bạn nhớ lại bốn vị thánh bất tử của Việt Nam chúng ta. Bây giờ nói thêm, nói cụ thể về hội gióng phù đồng, thì xin mời các quý vị, các thầy các bạn xem một đoạn tôi quay được ở trên cái hội xá, hội gióng. Thì có một dàn vai diễn, thì trong đó có ông Hiệu Cờ là tượng trưng cho thánh gióng, và cả một hệ thống tướng lĩnh của ông gióng gọi là những người phù giá đấy, thì gồm 120 người đi theo đấy. Đó là đội quân chính quy của ông gióng. Rồi đến các cô tướng hay là làng áo đen gồm 28 người, tượng trưng cho 28 đạo quân xâm lược nhà Ân, làng áo đen đó. Rồi là làng áo đỏ, rồi đội quân trinh sát nhỏ tuổi, vân vân đấy. Qua cái đoạn video quay này, quý vị thấy đấy, tất cả những đội quân của ông gióng, các đạo cụ, y phục, mỗi một chương mục, mỗi một vai diễn đều chứa đựng những ý nghĩa hết sức sâu sắc. Buổi rước khám đường là trinh sát giặc, rước nước là để tôi luyện khí giới trước khi xuất quân, và buổi rước trận soi bia, tên lại cho một kép, là mô phỏng cách điệu trận đánh ác liệt. Trong trận này, roi sắt bị gãy, ông gióng, kiếm sắt, kiếm roi sắt bị gãy, ông gióng đã phải dùng tre đằng ngà, loại tre hay còn gọi là la ngà đấy, là loại tre mà mọc ở hai bên đường đấy, thì một vũ khí này tượng trưng cho sức mạnh, nội lực của dân tộc. Rồi cờ phướn màu đỏ, trên đó có viết chữ lệnh, tôn nghiêm, cùng với các động tác múa cờ lệnh của ông Hiệu Cờ. Chúng ta thấy những động tác múa cờ lệnh của Hiệu Cờ đấy, tức là vai diễn tượng trưng cho ông gióng đấy, là biểu đạt một số quan điểm cơ bản của phép luyện quân cùng phương pháp tác chiến để giành thắng lợi. Đó là quân lệnh phải nghiêm minh, binh pháp phải mưu lược sáng tạo, tức là múa cờ thuận rồi xong lại múa cờ nghịch, thể hiện cho cái binh pháp và quân lệnh. Bây giờ nhắc lại để chúng ta cùng nhớ câu chuyện về thánh gióng, chắc hồi nhỏ ai cũng còn nhớ, cũng bằng vì còn biết, chúng ta đều ai còn nhớ, ở lớp 6 chúng ta đã học đến cái trong giả sử đã học về cái thánh gióng rồi. Thì ở đời vua Hùng Vương thứ 6, nước Tàu ở phía Bắc chỉ muốn sang chiếm nước Nam chúng ta. Lúc đó nhà Thương, tiếng Trung Quốc là Thương Triều,
hay là ta cũng gọi là nhà ân. Thì ân thương là triều đại đầu tiên được xác nhận rõ ràng về mặt lịch sử của Trung Quốc. Nhà Thương trị vì từ khoảng năm 1766 trước Công nguyên tới khoảng năm 1122 trước Công nguyên. Theo truyền thống lịch sử thì nhà Thương tiếp nối sau triều đại có tính huyền thoại là nhà Hạ và trước nhà Chu. Lúc này ở nước ta là Hùng Vương thứ 6, vị Hùng Vương, vua Hùng Vương thứ 6. Thì cậy nước mình là giàu mạnh, cho nên là chảnh mảng việc triều cống Bắc Phương. Thì chúng ta biết là năm nào thì là nước ta hồi xưa đều phải triều cống cho Trung Quốc. Thế nhưng mà đời Hùng Vương thứ 6 ấy, thì là hơi chảnh mảng việc triều cống Bắc Phương, cho nên là vua nhà Ân hay còn là nhà Thương đấy, đó, nhà Thương hoặc nhà Ân thì mượn cớ tuần thú sang xâm lược nước ta. Hùng Vương nghe tin triệu tập quần thần hỏi kế công thủ, thì có quan, người quan của Hùng Vương tâu rằng: sao vua không cầu Long Vương đưa quân Âm lên giúp? Vua nghe lời bèn lập đàn cúng, bày vàng bạc lụa là, rồi ăn chay thắp hương cầu đảo 3 ngày liền. Trời nổi mưa to gió lớn, bỗng thấy một cụ già cao hơn 9 thước, mặt vàng bụng lớn, râu tóc bạc trắng, ngồi ở ngã ba đường mà cười nói ca múa. Những người trông thấy biết là ông cụ này là phi thường, mới vào tâu vua. Vua thân hành ra vái chào và rước vào trong cái đàn chay đang cúng đấy. Cụ già không có ăn uống, cũng không nói năng gì cả. Vua hỏi: nghe tin quân Bắc sắp sang xâm lược, ta thua hay được thế nào? Xin ngài bảo giúp. Cụ già ngồi im một lúc, rút thẻ bài ra tính toán, rồi bảo vua rằng: 3 năm nữa giặc Bắc sẽ tràn sang, phải nghiêm chỉnh khí giới, tinh luyện sĩ binh mà giữ nước, lại phải đi tìm bậc kỳ tài trong thiên hạ, kẻ nào phá được giặc thì phân phong tước, truyền hưởng lâu dài. Nếu được người giỏi thì có thể dẹp được giặc đấy. Dứt lời, ông cụ bay lên trên không mà đi. Lúc đó vua và mọi người mới biết đó là Long Quân hiện hình. 3 năm sau, người từ biên giới cấp báo có giặc Ân kéo vào cướp nước ta. Giặc Ân hồi đó rất hung hăng tàn ác, cầm đầu là một viên tướng tên gọi là Ân Vương, hình dung cổ quái dữ tợn. Bọn chúng đi đến đâu là đốt phá nhà cửa, giết người cướp của đến đấy. Quân của Hùng Vương nhiều phen xuất trận nhưng đánh không nổi. Vua Hùng lấy làm lo lắng, vội làm theo lời cụ già dặn, phái sứ giả đi khắp nơi trong nước tìm bậc tướng tài để giúp vua cứu nước. Bây giờ ở làng Phù Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, ngày nay là xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm, thuộc thành phố Hà Nội, có một người đàn bà đã 60 tuổi, sống một thân một mình. Một hôm sáng dậy, bà ta đi thăm đồng ruộng, thấy có một vết chân rất
to ở trên cánh đồng. Bà kinh ngạc kêu lên: "Ôi, bàn chân ai mà to thế này?" Bỗng bà cảm thấy rùng mình khi đưa bàn chân ướm thử vào dấu chân lạ đó. Từ đó bà mang thai. Đủ ngày tháng, vào giữa ngày mùng 7 tháng Giêng, tức là trước đây 2 ngày đấy, mùng 7 tháng Giêng hàng năm đấy, ngày mùng 7 tháng Giêng là bắt đầu mở hội đấy. Đến hôm nay đúng vào giữa ngày mùng 7 tháng Giêng thì bà sinh được một đứa con trai bụ bẫm, đặt tên là Gióng. Nhưng thằng bé lên 3 tuổi rồi mà vẫn nằm ngửa đòi ăn, không biết ngồi, không biết lẫy, cũng không biết nói, không biết cười gì cả. Một hôm, sứ giả đi đến làng của chú bé Gióng, nghe tiếng loa giao nói đến việc nhà vua cầu người tài. Bà mẹ Gióng đang ru con, liền bảo đùa con rằng: "Con ơi, con của mẹ chậm đi, chậm nói làm vậy, thì biết đến bao giờ mới đi đánh giặc giúp vua được đây?" Người con trai nghe thấy mẹ nói như thế, đột nhiên bảo: "Mẹ gọi sứ giả tới đây." Người mẹ rất lấy làm kinh ngạc, vì từ trước đến nay là chú bé không biết nói. Kể lại với hàng xóm, hàng xóm cả mừng, tức tốc gọi sứ giả tới. Sứ giả hỏi: "Mày là đứa trẻ mới biết nói, mời ta đến đây làm gì?" Gióng nhỏm dậy, bảo sứ giả rằng: "Mau về tâu với vua, rèn một con ngựa sắt cao 18 thước, một thanh kiếm sắt dài 7 thước, một roi sắt và một nón sắt. Ta sẽ cưỡi ngựa đội nón ra đánh giặc. Giặc tất phải kinh bại, vua phải lo gì nữa?" Ai nấy đứng nghe khôn xiết lạ lùng, vì lần đầu tiên cậu bé biết nói như thế. Cho là thần nhân xuất hiện, sứ giả vội lập tức phi ngựa về tâu với vua Hùng. Nghe nói, Hùng Vương mừng rỡ, liền ra lệnh cho thợ rèn góp tất cả sắt lại, rèn ngựa, rèn gươm, rèn áo giáp và rèn nón sắt như lời xin của chú bé. Mọi thứ rèn xong, nặng không thể tưởng tượng nổi. Hàng chục người mó vào thanh gươm mà không nhúc nhích. Vua Hùng phải cho hàng ngàn quân sĩ tìm mọi cách trở đến cho chú bé Gióng. Khi được tin quân sĩ khiêng ngựa sắt sắp đến làng, bà mẹ Gióng sợ hãi chạy về bảo con: "Này con ơi, việc nhà vua đâu phải là chuyện chơi. Hiện quân sĩ đang kéo đến ầm ầm ngoài bãi, biết làm thế nào bây giờ?" Nghe nói thế, chú bé Gióng vụt ngồi dậy nói: "Việc đánh giặc thì mẹ đừng lo, nhưng mẹ phải cho con ăn thật nhiều mới được." Bà mẹ vội thổi cơm cho con ăn, nhưng nấu lên được nồi nào, Gióng ngốn hết ngay nồi ấy. Mỗi lần ăn một nồi cơm thì Gióng lại lớn lên thêm một ít và lại đòi ăn thêm. Bà mẹ càng cho con ăn thì con lại càng lớn như thổi, bỗng chốc đã thành một chàng thanh niên khỏe mạnh. Nhà hết gạo, bà mẹ đi kêu gọi xóm làng. Mọi người nô nức đem gạo, khoai, trâu, rượu, hoa quả, bánh trái đến đầy một sân. Nhưng đưa đến bao nhiêu, Gióng ăn hết bấy nhiêu mà vẫn đòi ăn không nghỉ. Sau đó Gióng lại bảo tiếp: "Mẹ kiếm vải cho con mặc đi." Người ta lại đua nhau mang vải lụa tới may áo quần cho Gióng mặc. Nhưng thân thể Gióng lớn vượt một cách kỳ lạ,
áo quần vừa may xong đã thấy chật, thấy ngắn, lại phải mang vải lụa tới để chắp nối thêm. Chẳng mấy chốc, đầu gióng đã chạm nóc nhà. Ai nấy chưa hết kinh ngạc, thì vừa lúc quân sĩ đã hì hục khiêng được ngựa, gươm, áo giáp và nón sắt tới. Gióng bước ra khỏi nhà, vươn vai một cái, người bỗng cao to sừng sững, chân dài hơn một trượng, hét lên một tiếng như tiếng sấm: "Ta là tướng nhà trời đây!" Thế rồi gióng mặc giáp sắt, đội nón sắt, tay cầm gươm, múa quanh mấy vòng, đoạn từ biệt mẹ và dân làng, nhảy lên lưng ngựa. Ngựa sắt bỗng chồm lên, phun thẳng ra đằng trước một luồng lửa đỏ rực. Gióng thúc chân, ngựa phi như bay, sải từng bước dài hàng chục con sào, rung chuyển cả trời đất. Chỉ trong chớp mắt, ngựa đã xông đến đồn trại giặc, bấy giờ đang đóng la liệt cả mấy khu rừng. Lưỡi gươm của gióng vung lên loang loáng như chớp giật. Quân giặc xông ra chừng nào, chết chừng ấy. Ngựa thét ra lửa, thiêu cháy từng dãy đồn trại, lửa thiêu luôn cả mấy khu rừng. Khói bụi mịt mù, tiếng la hét, kêu khóc như gì. Nhưng tướng giặc Ân Vương vẫn cố gào thét hô quân sắp tới. Gióng càng đánh càng khỏe, thây giặc nằm ngổn ngang đầy rừng. Bỗng gươm bị gãy, rồi roi sắt cũng bị gãy. Không bối rối, gióng thuận tay nhổ những bụi tre hai bên đường, quật tới tấp và các toán giặc đang cố gắng trụ lại theo lệnh của chủ tướng. Chẳng mấy chốc, quân giặc đã tẩu tán khắp nơi, Ân Vương bị quật chết tan xác. Bọn tàn binh giặc lạy lục xin hàng. Quân của Hùng Vương lúc cũng như dân của các làng, chỉ còn việc xông ra trói nghiến chúng lại. Không đầy một buổi, gióng đã trừ xong nạn nước. Lúc bấy giờ ngựa gióng đã tiến đến chân núi Sóc Sơn, huyện Kim Hoa. Đến đây, gióng bèn cởi giáp, bỏ nón lại, rồi cả người lẫn ngựa bay thẳng lên trời. Hôm đó là ngày mùng 9 tháng 4, tức là ngày hôm nay đấy, là ngày mùng 9 tháng 4, là ngày cuối cùng kết thúc 3 ngày hội gióng đấy. 3 ngày thì ngày mùng 7 là ngày sinh của Thánh Gióng, ngày mùng 8 là ngày kỷ niệm là gióng bắt đầu lớn như thổi, và ngày mùng 9 là ngày gióng giết sạch hết lũ giặc Ân và đến núi Sóc Sơn và bay lên trời. Đấy, ngày 9, ngày 9 tháng 4 là ngày hôm nay đấy. Hiện nay ở Sóc Sơn còn có nhiều vết tích ở hòn đá trên núi Sóc Sơn. Hùng Vương nhớ công ơn đó mới tôn là Phù Đồng Thiên Vương, lập miếu thờ ở nhà cũ trong làng Phù Đồng đấy, lại ban cho 1.000 mẫu ruộng sớm hôm hương lửa. Từ đó nhà Ân đời đời 644 năm trong đời nhà Ân không dám ra quân sang nước Việt nữa. Sau đó đến đời nhà Lý Thái Tổ phong Thánh Gióng làm Sung Thiên Thần Vương và lập lại miếu thờ ở làng Phù Đồng cạnh chùa Kiến Sơ, lại tạc tượng Phù Đồng, là tạc tượng Thánh Gióng ở núi Vệ Linh.
xuân thu hai mùa tế lễ. Ngày nay, chúng ta còn thấy dấu vết những dãy ao tròn nối nhau kéo dài suốt từ Kim Anh Đa Phúc cho đến núi Sóc Sơn. Người ta bảo đó là những vết chân ngựa của Thánh Gióng đấy. Còn khu rừng bị ngựa sắt phun lửa thiêu cháy nay vẫn còn mang cái tên là Làng Cháy. Còn những cây tre mà Gióng nhổ quật vào giặc bị lửa đốt màu xanh ngả thành màu vàng và có những vết cháy lốm đốm. Giống tre đó hiện nay vẫn còn đang mọc, vẫn còn. Mà người ta gọi đó là tre là ngà hay là tre đằng ngà. Đó là sự tích của ngày hội Thánh Gióng ngày hôm nay là kết thúc. Thì tôi đã kể lại câu chuyện này ban nãy là ôm cháu kể để cho cháu nó nghe. Thì ông cháu chúng tôi cũng muốn kể lại câu chuyện này để cho tất cả các thầy, các bạn, các quý vị ở trong nước cũng như ngoài nước, là gốc dân Việt chúng ta, cảm thấy tự hào vì một vị thần bất tử là Thánh Gióng đã đánh tan giặc ngoại xâm phương Bắc và bảo vệ nước. Và hiện nay sau này con cháu chúng ta và đến đời chúng ta hiện nay phải cố gắng để bảo vệ đất nước, chống lại những âm mưu của ngoại xâm, để cho nước Việt chúng ta tồn tại mãi mãi, nước giàu dân mạnh. Đấy là mong mỏi của ông cháu chúng tôi. Xin kính chào tất cả các quý vị, các thầy và các bạn. Xin hẹn đến buổi livestream sau. Xin cảm ơn các quý vị, các thầy và các bạn đã theo dõi buổi livestream này. Xin chào.